Chào mọi người. Đây, hôm nay thì em sẽ giới thiệu mọi người đàn không vừa to xong lại còn đỏ nữa cơ. Tham đồ. Phải biết, đây là chính lý do tại sao mà em đưa nhiều được như thế. Để cho nó kết hợp với con cái cho nó hợp màu, dễ bán. Em nói từ xưa này em nói rất là nhiều rồi. Cái việc mà ví dụ như là chọn cứ con cái phả tốt và con đực phả tốt ghép với nhau rất dễ, nhưng mà ghép làm sao ấy, để cho cái phả nó đã ok rồi ấy. Nhưng mà tuy nhiên ấy, cái mảng màu, cái khung gọng của nó ấy, nó phải hợp với cả màu thị trường nữa. Tức là thị trường là người thích khung bệ cao to, mảng màu đỏ đen dễ bán đấy. Làm chính như thế mình phải nuôi nhiều, không phải là con đực nào nó nhảy với con cái nào nó cũng hợp. Không phải là cứ mang lu đông ghép với đỏ đen là thành chó đẹp được. Đây là em quay riêng từ con một cho mọi người nhìn cái khung gọng tổng thể nó sẽ có đẹp không nhá. Cả là một nhiều khi là như nào nhỉ, đấy con chó bây giờ mọi người nhìn này, con chó nó 62 ngày mà nó được 6 cân đấy thì nó sẽ khác với cả con chó 80 ngày nó được 6 cân. Nhưng tức là cái gì nhỉ, cái em là cái form cái dáng nó nhìn lúc nào nó rất là khác nhá, chứ không phải con chó 80 ngày được 6 cân người cũng dài ngoằng ra nhưng mà chân tay bé tí nó nhìn rất là xấu đấy. Bắt đầu quay riêng được em sẽ quay riêng được con nhá. Máy chịu không đó, ai gọi kìa, máy Thúy đâu, quay riêng luôn không? Con lại đàn lại quay riêng chưa? Chưa anh ạ. Máy em ở trên đây. Bạn đầu tiên là bạn đực mọi người nhá. Đây mọi người nhìn cái ngực của nó này, ngực cả chân đấy, nó rất là nở luôn, màu cực đẹp luôn. Màu thì em quay bằng máy ảnh nên là nó hơi mờ, nó kiểu nó nhạt đấy. Đang mưa. Đây bạn cái này, ngực siêu đẹp luôn mọi người nhá. Gái như là gái đôi mươi rồi ấy, ngực nở dã man. Đỏ này, lông rất là sạt luôn nhá. Đấy, những cái đàn mà màu mảng rất đẹp luôn mọi người. Đây, và được tiếp theo. Ủa con này mới dã man này. To chưa? Con này nước nghịch thế. Lạnh lắm. Con này đỏ sạch luôn này, đỏ như gấc ấy. Nhưng mà quay máy ảnh với cả hôm nay trời nó mưa ấy, nên là nhìn nó không được đỏ lắm. Em đang hơi vội để cho bọn nó vào không có ướt. Đây con này là con cái này. Bây giờ cũng kiểu đang giao mùa ấy, nên là mọi người lưu ý đừng, nếu mà chó con, trời là tối con, nó rất là lạnh, buổi sáng mình thấy rất là bình thường. Chó con mọi người đừng nên để cho nó dính nước mưa nhé. Ai mà thấy con chó mặt hôm sau buổi sáng nhìn nó mặt nó hơi ngu ngu, cả nó hơi hơi kiểu biểu hiện ngây ngang ngây ngô ấy. Chuồng ăn nhầm nhá. Đây con đực là nó bị cảm đấy mọi người nhá. Đấy buổi tối bây giờ cái xương cái bắt đầu nó trời nó xuống xương rồi, cả nó hai mưa phun phun này này. Con này ngực sạch. Chân tay to luôn. Ngực như sân bay luôn nhá mọi người nhá. Đấy khung bệ chó đẹp không bà. Con này càng lớn càng đỏ nhá. Đấy, con này là đỏ sạch này. Đuôi to đùng. Đỏ lắm, con này đỏ lắm luôn ấy. Mà lông mịn. Mịn như nhung. Thời tiết này mình nằm ở trong nhà thì mình thấy là nó không lạnh, nhưng mà ở ngoài sân ấy thì mọi người thấy là sương nó xuống rất là lạnh luôn. Con này lông cũng mịn này. Ui, con này mõm sướng không? Con này cái mà nhìn như đực ấy. Đấy. Sợ nhờ mõm sướng thế. Chơi lại thế. Ngực này. Ngực nở luôn. Đấy, rồi. Bọn này em đảm bảo riêng em bố mẹ con này em nhảy, ai em cho nó phối giống mới biết. Mọi người nuôi thì không bao giờ dưới 38 cân. Các bạn. Khôn thật, nó cứ kiểu nó lượn lượn lại tay xong rồi. Quay vào đây cho mọi người được. Đây đây là bạn đực mọi người nhá. Đực này. Đây đây là một bạn cái. Rất khôn luôn. Đi qua một tí. Ngực đen. Đỏ luôn. Chân rất cơ bắp luôn. Rồi ok tôi phải. Lưng đỏ luôn. Đỏ bãi trầu luôn mọi người nhé. Đây các bạn cuối cùng. Con này nó khôn cực, cứ giơ tay xuống là nó tránh. Em quay luôn ở trong quay. Con này đỏ lắm.